Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên có nhận được ý kiến của ông Trần Văn Mười, thôn Đông Hạ, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, phản ánh về việc thôn có nạo vét máng để khơi thông dòng chảy thoát nước. Theo đơn thư của ông Mười hỏi, trong quá trình nạo vét máng thì số lượng đất nạo vét bán đi đâu? Phóng viên chuyên mục hộp thư đã đến thực tế cơ sở và có phản ánh sau. Thôn Đông Hạ có gần 24 mẫu ruộng bị trũng vào mùa mưa, cây trồng thường bị mất mùa vì úng ngập. Từ cuối năm 2018, chi bộ thôn có họp bàn và đưa ra giải pháp là cần phải nạo vét máng để tiêu thoát nước. Qua các buổi họp bàn, chi bộ quân dân chính thôn Đông Hạ đã làm đơn đề nghị và Ủy ban nhân dân xã đã nhất trí phê duyệt là cho thôn nạo vét. Tuy nhiên, số đất nạo vét chỉ cho phép để bán cho các hộ dân ở chỗ trũng với giá 150.000 đồng một xe tầm 4 khối, chứ không được mang đất vào trong đê bán. Khi phóng viên chuyên mục hộp thư làm việc với đại diện thôn là các ông bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, phó thôn và chi hội trưởng hội người cao tuổi, phụ nữ, cựu chiến binh thì được biết. Trong khi chúng tôi tổ chức thực hiện, thông báo trước dân 3 ngày, ai có nhu cầu thì đăng ký với thôn, ban thôn để tiếp tục có cái tính điều hành. Để cho nghĩa là chúng tôi là mục đích là phục vụ cái đất bùn này, rác này, cây chuối, ưu tiên cho cái bùn mát dòng, ai lấy thì đăng ký. Chủ trương của anh em tôi là chỉ lấy thôn cho đất, nhưng mà giao cho cái bên thi công chỉ được phép lấy tiền vét này, với tiền xe vận chuyển vào là 150.000. Thế sau khi tổ chức thực hiện thì 3 ngày sau dân không có, mà trong đó thì dân không lấy. Vì lý do anh em tôi còn động viên hai cái hộ liền kề thôi cho thất, thôi chỉ giả tiền vét người múc là xong. Nhưng người ta không lấy, mà dân không lấy, mà trong khi đó thì đang vét, mà trong đó thì phục vụ là mục đích chính là phải nạo bằng được để cho phục vụ 24 mẫu cây trồng, trong đó cam, bưởi, chuối. Thế trong khi tổ chức thực hiện, báo cáo với đồng chí là không có người lấy, đất đổ lên đường thì tắc cả một hệ thống giao thông, kẻ nào không đổ đâu được. Thế đương nhiên trong đó thì cái việc anh em nạo vét thì chắc là cũng lợi dụng có những cái là chở cây đi hoặc cái rác rưởi đi để về phục vụ một gia đình, hai là ai có cần thiết mua rẻ thì bán. Nhưng nói thật là ngược lại, về trong hợp đồng của chúng tôi, nếu anh đi đất vào qua đi thì thôn không có thẩm quyền. Đây là nói rõ như thế, vì thôn làm gì có quyền, mà vì tại sao trước khi hợp đồng nạo vét thì các anh nói rõ cho các anh nạo vét tu bổ nhưng không vào đi. Mục đích là cứu nguy cho 24 cái mẫu ruộng đang bị ngập lụt mà sau khi mưa cục bộ. Đến bây giờ thì phải nói bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ và phải nói cảm ơn chi bộ và các ban ngành đoàn thể trong thôn. Nhưng sau bên cạnh đó thì tôi thấy ở trong đơn thì có một ý. Bởi vì trong đơn có ý là cái này, cái rác thải này sau khi nạo vét này chuyển đi đâu và làm gì? Này cái rác anh đổ ở trong hộ nào đấy, nhưng lại bởi vì do mình đây không giám sát kịp thời, cho nên cái vận chuyển cái đổ rác này nó đổ bãi rác trên hay đổ bãi rác cái kia mình không biết được. Tôi khẳng định là trong đơn này là khả năng là trong thôn cũng có sự là thiếu sót, là không giám sát kịp thời để kịp thời báo cáo lên Ủy ban nhân dân xã. Đoạn máng được vét dài khoảng 270 m và được phân thành hai đoạn. Đến thực tế khu vực máng được vét, phóng viên được ông Trần Văn Mười cho biết. Có họp chi bộ và hội nghị quân chính ở thôn Đông Hạ là như vậy, là nói là như vậy là toàn bộ lạo vét máng, đất là không được mang đi qua đê. Nếu mang đi qua đê là xã có quyền và thôn có quyền giữ lại. Thế nhưng sau khi như vậy là dân chúng tôi là chỉ có ưu tiên cho cái dân trũng cái được cái là mua 150.000 một xe đổ vào cái chỗ trũng, nhưng dân chúng tôi chưa kịp mua thì bắt đầu là cho xe ba ô tô chở trong vòng là hơn chục ngày đi. Mà bây giờ nó đã thành máng mương chứ không phải thành máng nữa. Bởi vì trước kia nó là máng, nhưng bây giờ nạo vét, lợi dụng nạo vét nên là máng này nó trở thành mương. Đấy các vị cứ nhìn thế này, nó nở đấy. Khi trao đổi về ý kiến công dân phản ánh, ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Cường cho biết. Quan điểm của đồng chí chủ tịch về mặt của lý nhé, đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch yêu cầu là nhất trí cái việc mà cho thôn mạ nạo vét để tránh tình trạng là ngập úng 22 mẫu này, mẫu đất này, bởi vì nó chung như thế. Trên cơ sở mức không được ảnh hưởng đất ngoài và mức đất của công không được phép mang đất vào trong bốn, chỉ bán cho người dân thôi nếu có dư để chuyển đổi. Tức là có đất dư thì mọi người dân ở trong cái lô đó là không phải mất tiền, mất máy múc, máy nạo vét này,
thì mỗi một người dân theo nghị quyết chi bộ, mỗi người dân là mỗi một mét của đất không ba là 15 đến 17 nghìn để mua cống luôn. Đấy, chú chỉ ra đấy là có hai cái đoạn năm thứ năm và năm thứ tư, năm thứ sáu đó. Thế là đấy là phải ươm cống, thì phải mỗi một khẩu đất không ba, mỗi mét đất không ba là phải từ 15 nghìn đến 17 nghìn để ươm cống. Nhưng hiện tại bây giờ chắc là như thôn báo cáo vừa họp chi bộ là thôn báo cáo vẫn chưa ươm cống được. Đấy, chỉ có tiền đấy thôi. Còn có một chút đất dư của cái nạo vét nhá, dư của nạo vét bán cho người dân, tức là để cho người dân được đổ chút chút. Nhưng mọi người dân thì đương có chuối, di ra thực tế đương có chuối người ta không có đường vào, thì có dư một chút thì thôn sẽ hoán đổi. Hoán đổi tức là không phải mất tiền, dân phải mất tiền nặng hết. Nhưng chính xác là như thế. Cái dân ở trong dân hiện trạng là chi bộ là thông báo 3 ngày là không có người mua. Thì cây chuối này, cỏ rác này thì đương nhiên là thôn và các ủy mà cái tiểu ban họ sẽ xử lý. Chứ còn không phải lấy đất bán đi. Đấy, quan điểm tôi thì ủy ban xã là cử lực lượng. Thứ nhất là lực lượng an ninh, yêu cầu lực lượng công an này và lực lượng an ninh địa phương này của các thôn và lực lượng công an chính quy, lực lượng công an viên này. Đấy, sau khi nghe được thông tin như thế, giao cho một các lực lượng kiểm tra và thực hiện. Nếu mà lấy đất đi yêu cầu là dừng lại và trực tiếp là số đồng chí trưởng công an, hôm đó là tôi yêu cầu tất cả các lực lượng. Nếu mà lấy đất nó là thực tế đấy, chứ không phải là. Nhưng còn trong quá trình tổ chức thực hiện của thôn thì có cái là các bác các đồng chí ở thôn có thành lập tổ, cái tổ lập kế hoạch này, rồi là có cái giám sát thì trong cái tổ chức thực hiện có khả năng là thiếu thôn, là thiếu trách nhiệm cái giám sát. Như chúng tôi yêu cầu là ủy ban kiểm tra tới làm ấy, là sẽ xác minh cụ thể và khi có nghị quyết đảng ủy làm cái việc này thì đương nhiên là yêu cầu tất cả các lực lượng đối địa phương về địa chính, về lực lượng công an và yêu cầu chi bộ, cấp ủy chi bộ công an thôn và đặc biệt là cái tiểu ban tổ chức thực hiện của thôn ngoại sẽ báo cáo. Nhận được ý kiến công dân và với chức năng là cầu nối thông tin, do vậy khi có kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, đề nghị chính quyền địa phương thông tin tới Ban biên tập hộp thư, Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên để chúng tôi thông tin tới công dân.